đang trên đường vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới Việt Nam về bán kiếm lời. Đối tượng người dân tộc Mông đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Khoảng 5 giờ sáng nay tại km số 298 quốc lộ 16 thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Thò Công Mình trú tại huyện Quế Phong đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là khoảng 4.000 viên ma túy tổng hợp. Ban đầu đối tượng khai nhận vào đêm ngày 25 tháng 6 đi bộ sang bên kia biên giới mua ma túy về Việt Nam bán kiếm lời. Khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ. Công an xã Kỳ Xuân và công an huyện Kỳ Anh vừa phối hợp với lực lượng đồn biên phòng Kỳ Khang, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ và vũ khí trái phép. Vào lúc 5 giờ sáng nay, tại khu vực bờ biển xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Toàn đang có hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ trái phép. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 quả mìn tự gói trọng lượng 2,3 kg, 5 kíp nổ, 1 mét dây cháy chậm. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 kg thuốc nổ, 2 khẩu súng và 22 viên đạn thể thao. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý. Qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, Công an thành phố Huế, Công an phường Trường An đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, Nguyễn Trần Gia Huy và một số đối tượng khác có độ tuổi 16-17 chuẩn bị dao, kiếm, vỏ chai bia tìm nhóm của Dương Hưng để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Huy chạy xe mô tô mang theo hung khí đến đường Phan Bội Châu thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn và truy bắt. Qua công tác truy xét, đến ngày 25 tháng 6, Công an thành phố Huế làm rõ cả hai nhóm đối tượng trên và đưa về làm việc tại trụ sở, đồng thời thu giữ nhiều hung khí. Một đường dây vận chuyển cất giấu mua bán trái phép khí cười trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện, xử lý 3 đối tượng có liên quan. Các đối tượng có liên quan là Lê Châu Thông, Đoàn Nhật Phi và Nguyễn Hoàng Liêm. Trước đó vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế phát hiện và bắt quả tang Liêm đang vận chuyển 3 bình khí cười đi bán cho khách theo sự chỉ đạo của Phi. Kiểm tra xe tải do Thông làm tài xế, phát hiện trên xe có 29 bình chứa khí cười. Tiến hành kiểm tra kho hàng của Thông và Phi, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 97 bình khí cười và hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ.